Đây là được làm bằng gỗ gỗ gì đây? Cái này thì người ta bảo là gỗ dẻ. Dẻ à? Dài nhỉ, cái này về hơn 10 phân. 12 hả? Rộng 80. Dài mấy? Dài 3m1. 3m1. Ở video này thì do Lào sẽ nói bằng tiếng Nghệ luôn nha các bác nhá. Nên là nó hơi khác khác tí, các bác thông cảm nhé. Kênh Gió Lào TV nhá. Anh đang làm gì đây? Hôm nay anh làm con ngừa lên đấu để phục vụ cho bà con ngày mùng 2 tháng 9. Đấy. Đấy, một con ngừa bay. Ngừa bạch ạ. Ngừa bay. Đấy là một mấy chắc thằng cậu thôi, còn trong kia con thịt cánh nữa này. Đấy. Thơm thế. Rất là thơm ngon luôn. Thơm nhỉ? Đây là con ngừa bạch này là ở bên Lào về chứ. Này. Sốt nó đầm nhỉ? Sốt đầm, đầm ra. Đây, thưởng thức cho mọi người nhá. Đây, mọi người có nhá. Thì cũng giới thiệu với mọi người đến với Quế Phong thì có một cái món đặc sản này nữa, đó là món này là chắc là người ở dưới suối có lẽ không biết được. Đấy là cái, đấy là không, cái món này món giá trấu. Xin chào quý khán giả quay lại với video tiếp theo nữa trên kênh YouTube của Gió Lào TV. Các bạn thân mến, hôm nay chuyến hành trình khám phá miền Tây trước ấy, thì Gió Lào đang có mặt tại thị trấn Kim Sơn nhỉ. Đây nha. Đấy, đây đây là một người bạn của Gió Lào từ hồi học cấp 2. Mười mấy năm rồi. Đây. Mười mấy năm rồi đấy, 20 năm rồi anh em mới gặp nhau. Hôm nay thì Gió Lào có dịp lên Quế Phong chơi thì ghé vào nhà bạn Tuệ chơi. Đấy. Và đây là thuộc khối mấy nhỉ? Đây là thuộc khối Bắc Sơn. Khối Bắc Sơn. Đây là khối một cũ của thị trấn Kim Sơn à, ngày xưa là khối một hả? Đấy. Một và bây giờ khối Bắc Sơn. Hôm nay lên nhà bạn Tuệ chơi thì bên này là cái căn gọi là biệt phủ, biệt thự của bạn. Hai thằng là ngày xưa là học cùng cấp 2, cùng tuổi. Nhưng mà bây giờ bạn ấy là lên làm ăn và lập nghiệp ở trên Quế Phong. Hiện tại là công việc của bạn là đang gọi là làm Mình thì hiện tại là làm máy múc, đấy. làm bên máy 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 xúc Đấy, bạn ấy đang đi đào ruộng, đào để sàn lấp các kia, san lấp mặt bằng cho các bà con ở ở vùng Quế Phong này. một ao Anh sàn gỗ chơi để sàn nền các kiểu thật ha. đấy. Nhưng mà bạn có nhớ là khoảng mười mấy năm rồi mấy anh ạ, hai tháng mình mới gặp nhau này. Năm thì ta hết học năm cấp 2. Là 2004 đấy, Là năm 2004. 2003, 2004 này, 2004. 2004 2004 là lớp 10 rồi. 2004 là mình lớp 10 rồi đấy. Là tính ra là Đấy. 2003. Hai thằng là lại lớp lên cấp 3 lại học khác trường nên là lại ít cơ hội để gặp nhau, mà cũng lâu rồi. Thì bạn là học cấp 3, bạn đi học đại Nhiều bên học. nơi đó. Còn mình lúc bú đi làm miền Nam nên là rất là lâu rồi. Lên đấy mấy lần rồi nhưng mà để mà vào nhà bạn chơi thì lúc cái bạn bận, lúc cái mình lại có việc. Nên là hôm nay là lên đây thì vào nhà Tuệ chơi thì Gió Lào sẽ review chi tiết qua căn nhà của nhà bạn nhá. Hai thằng cùng cùng tuổi đấy, nhưng mà Gió Lào thì còn đang độc thân, còn bạn ấy thì đã là bố của Bố của hai cháu hai rồi. đứa trẻ rồi. Nhưng mà hôm nay vợ lại về ngoài nhỉ. Đấy. Con đi Thôi, bây giờ là ngoài mời không các về bác xa đi bạn hả? theo hai thằng là vào khám phá nhà của bạn đây. Đấy là cái cổng cổng nhà bạn đây. Đấy. Đây là gọi là biệt phủ đấy, tuổi ở ông chủ mà ở đang ở tuổi 36. Mình ở đây chưa biết bao giờ mới có được cái căn nhà như này. Đấy. Đấy, nhà có cung chùa hay. Đấy. Hoa. Ui, cái cây này là cây gì đấy? Hoa trắng xóa. Nhìn đẹp hay. Đẹp hay. Trắng xóa luôn. Đây là quất à. Hôm mà tân gia nhà thì ông bà cũng gọi là Tòi ơi lên nhà Tuệ chơi đi, nhưng mà lúc đó là mình đang bần không không đi được. Đây một căn nhà rất là đẹp luôn, trước thì đã được làm mái tôn này, che Căn trên đây nặng cho 10 cân này. Căn trên nặng của bạn là bao nhiêu người mơ ước đấy. Cái này còn bên này là là khu vực là vườn nhà, khoảng cái này là để khoảng máy hả? khoảng cỏ này là đường xe À, máy, để máy. nhưng mà xe máy thì
thường thường là đầu năm đi làm là cuối năm À, mới về, à. cho nên là cỏ nó mọc thế này, chuẩn Bạn bị mua thêm một con có trâu. nuôi lợn, nuôi 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 Mình bò chưa? có nuôi gà đấy, À, nuôi nuôi gà gà thôi. là ở phía À, sau. phía sau nhà. Ở đấy. À, mình đi vô nhà tí hay xem nhà tí. Chắc là cuối năm nay là ông tàu bốn bánh rồi hay. Bốn bánh rồi Làm à? cái bốn bánh đi để anh em đi kẹ với. À, bạn lại bố trí cái phòng thờ là ở bên ở đâu đâu nhà này không? Nhà này là có phòng thờ đầu Cho tiên, mình vào tí được ok bạn. không? Đấy, à, phòng thờ gia tiên thì bạn để đây. Đấy. Ui, có cái bộ bàn ghế này nha. Cái này là giỏ là được năm rồi nhưng mà cái này là nguyên khối nữa là đấy. Đây là được làm bằng gỗ gỗ gì đấy. Trên này thì người ta bảo là gỗ dê. Dè. Dài nhỉ, cái này về hơn 10 phân. 12. 12 hả? Rộng 80. Dài mấy? Dài 3m1. 31. À, Ui. Cái này mà gọi là để mà 60. 60 à? Ừ, 60 là 60. rộng. Cái này Rộng dài 3, đây là dài 3m. cái này 80 à? Đây là À, 80. Đây là à, 80. cái ghế này thì lại ngắn hơn 10 phân à. Đấy. Phía bên kia thì đồ của Gió Lao đang edit video ấy. TV đang cày view đấy. À, bạn có cái rìu ngắm gì đấy? Sông Cầu bạn, Sông Cầu à? đây là rìu ngắm À, sông Cầu. nhưng Bên mà kia thì có một cái phòng là một rìu Bắc Kinh, Bắc Kinh. Bắc Kinh tím. À, gọi có toàn là gọi như kiểu người dân người ngủ cụ thức không này. Đúng Ở đây là mật ong à, rồi, mật ong xịn rừng, ong rừng luôn à. phù hợp với phòng này, À, mật ong xịn về phòng này. đây có gì ngắm hoa đu đủ được này, ong à. À, đây nha, đây là ảnh cưới của bạn đây nha, hai vợ chồng đây. Đây cua à. Năm nay học lớp 7 rồi. Học lớp 7 rồi hả? Lớp 7 rồi. Ui, thanh niên rồi thầy. Và em bé gái cháu năm nay Ừ. là 15 tuổi, Ừ. nó sinh Đang học vào cuối tháng 7 đấy, mẫu giáo thầy, chưa lên lớp 1 thầy. chuẩn bị được sang năm. Nhưng mà vợ bạn là làm bên Giờ mình làm bên thủy lợi, à, thủy thủy lợi lợi. của Quế Phong. À. Nay ba mẹ con đang về nghỉ lễ, hôm nay là chỉ Đấy. ở quê bên À, ngoài. bên ngoài của Tuệ là vợ của mình là ở Hà Tĩnh thầy. Tính Can Lộc ở Hà Tĩnh. Can Lộc à? À, Can Lộc có rượu Can Lộc nổi tiếng nha. Đấy, rượu Can Lộc thì cũng Về đang ngâm ừ. đấy, đang ngâm sông Cầu này bạn. Về về ngoài lúc đó là có lẽ chắc là phải thấy lúc đó đúng không? Đây này, cái ảnh gia đình đây nha. Bạn thì làm kiểu dạng nhà ổng này. Nhà thì kiểu Ừ. nhà ổng bạn. Có Nhà 1 thì 2 3 3 phòng ngủ. ba phòng ngủ với sau kia là bếp, thì bên Thì mình đi trong đi đi cùng là ấy. đi vào trong kia thì hay Đây là ba rồi phòng mình ngủ. xem khám phá bếp thì xem Đây là phòng ngủ đây của ông này là đang còn gọi là đang còn tạm thời, như kiểu này như à. phòng kho. À. Phòng Đây khách phòng này để cho gió là lao lên chơi nào ngủ lúc đó. ở Đây, giường. đây Đây là là phòng phòng ngủ của anh cả đấy. à, là công chúa và nó ngủ với bố mẹ hay đây khu vực bàn ông nó ui cái mặt bàn này là bằng đá luôn hả? Đá đá nguyên khối luôn hả? Nguyên tẩm đây luôn hả? Đẹp hơn. Ồ, nhìn như kiểu 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 phù thủy á hay. Đẹp đấy. Đấy, đây khu bếp này. Khu bếp thì bạn bạn tới đẹp lắm. Này. À. Sau này là Đây, phòng đây là ngủ của phòng hai vợ thi chồng đấu, đấy hả? tạm thời đang bừa bữa Ừ. ăn. Sau Đó này là có đây, phòng phòng tắm giặt phòng về nhà vệ sinh bên này giặt vệ sinh, đấy, máy khu vực giặt sau thì vừa nay là gió lao để giặt đồ đấy vì nhờ máy giặt đồ đấy khu vực sau này năm 2021 đấy. rồi năm đó là 5 năm nha Năm nhà vất vả lắm bạn, đến đây gọi nhưng mà hình như năm Covid thì người ta làm nhà nhiều bởi là vì đây người ta năm rảnh mà cái năm đấy là ừ. thấy cái gọi là cái mảng xây dựng hay là vẫn Là rất thật mạnh lắm vật liệu lên cao cực luôn đó. qua Năm vật đó là liệu vật liệu cao cao, nhất đấy vật liệu cao đỉnh cao, luôn vật liệu cao ấy. Đấy, bạn không được đấy. Không được bạn, không được bạn. Hình như là lúc đó là vật liệu gần như là
cao gấp đôi, tăng tăng lên hết đôi. Đợt đợt làm nhà đấy mà này mình đi ăn sáng thế là mắc đi cái ông quy hợp về ông lên ông lại gọi là F0 ấy. Là truy vết xong mình thành F1 là cách ly mất 14 ngày nhỉ. Cách ly mất 14 ngày mà thời điểm này đang làm nhà giáo được thử là mình bị cách ly. Mình cũng không gọi là không trực tiếp mà gọi là giám sát tiến độ đó đó. Đây là một có một số chi tiết rồi, không ứng ý. Nếu mình trực tiếp được thì mình ứng ý hơn đúng không? Tạm thời thì gọi là mình làm ổn. Giờ chỉ cày cả nở. Toàn thì cày bao nhiêu rồi? Cày cả nở. Cày lúc là sống vậy chứ. Nhưng là công việc mà san lấp mặt bằng thì ở trên này nó còn nhiều đúng không? Còn nhiều. Thì vùng núi thì nó cũng còn nhiều chỗ. Kể cả người ta làm nhà người ta cũng cần phải san lên mà. Nhiều chỗ cần phải san gạt vùng núi biên đấy. Thế mà chắc là đi làm khắp huyện luôn hả? Là chứng minh đi khắp nơi khắp huyện. Thậm chí mình còn san tiếp bên Kỳ Sơn. Thậm chí Kỳ Sơn nên mình nói với Kỳ Sơn ở đây có Kỳ Sơn được gần, phải gần gần nhưng mà phải cả trăm cây đó, cũng xa đấy, nó rơi khoảng tầm đấy, tầm trăm cây đấy. Thì từ đấy mà vào Chi Lê là mất 35-40 cây thôi. 40 cây rồi, nhưng mà từ Chi Lê mà đi qua quá như kiểu mà mì lì mất khoảng 60 cây đó. Là còn đây khoảng mấy cây? Đấy, tôi nào đầu tiên công việc. Cứ đâu người ta gọi là cứ bảo ủng hộ mình thì mình cứ đi đó, vậy mà làm ở đâu cũng tiền đó, gần tiền thì sáng cũng tiền đó. Công việc thì cứ phải làm đó. Công việc thì phải làm thôi. Cái này anh Bắc đang Bắc đang làm thẳng cổ hay sao ấy? Anh Bắc vừa phát trực tiếp lúc này. Ngừa, thằng cổ ngừa đúng không? Thằng cổ ngừa. Thế tối thì hai mấy anh em gặp nhau rồi nghe anh Bắc nói là làm thằng cổ ngừa. Hôm nay thì chưa được thưởng thức cái món thằng cổ ngừa hay quá. Vậy thì anh em mình ta xuống anh Bắc ta thưởng thức. Ta thưởng thức tỷ. Thưởng thức tỷ thằng cổ của anh Bắc. Đấy, để tỷ này hai thằng thưởng thưởng thức. Để anh Bắc nha. Các bạn thân mến, bây giờ thì hai thằng đã di chuyển ra nhà hàng Song Tuấn ẩm thực Thái đấy. Có như ông chủ này là người Thái à? Người Thái. Ở video này thì Gió Lào sẽ nói bằng tiếng Nghệ luôn nha các bác nhá. Nên là nó hơi khác khác tí các bác thông cảm nhá. Đấy. Nhưng mà quán này là của người Thái đúng không? Hồi bản bón thị trấn Kim Sơn, Quế Phong. Nói tiếng Song Tuấn ẩm thực Thái. Đấy, bây giờ là mời các bác cùng cùng bạn Tuệ sẽ đi vào đây thưởng thức cái món đặc sắc của nhà hàng Song Tuấn ngày hôm nay. Hôm nay là đấy. Nhà hàng có món thẳng cổ ngựa. Thẳng cổ ngựa. Đấy. Thẳng cổ ngựa thì thời gian trước Gió Lào có đi khám phá khu vực Đông Tây Bắc nhưng mà vẫn chưa được thưởng thức cái món thẳng cổ ngựa. Có được thưởng thức thẳng cổ bò rồi. Nhưng mà chưa được thưởng thức thẳng cổ ngựa. Hôm nay thì sẽ đưa các bác đi gặp anh Bắc luôn, Nguyễn Nhật Bắc TV. Hôm nay Nguyễn Nhật Bắc TV sẽ là đầu bếp. Nghe nói vậy đúng không? Đây là khuôn viên phía trong của nhà hàng. Cái lục vừng đẹp chưa? Mát lắm. Nhưng mà cái này mà mùa hóa của nó ấy, nó rụng đẹp lắm. Nó rụng xuống đẹp lắm. Nó rạc nhưng mà nhìn nó kiểu như liều ấy, đúng không? Đây rất nhiều lán luôn này bạn ơi. Lán này bạn bị lán đi không? Mình không hiểu lán lắm. Lán thì mình cũng nói chung là không xanh với lán. Không biết hoa nó có đẹp không nhỉ? Chỉ xanh với điệp. Điệp thôi, còn lán thì cất đứt dây chuông rồi. Đây khuôn viên của nhà hàng ở phía ngoài này thì cũng có những cái điểm để thực khách để thưởng thức luôn. Cái này là hoa mẫu đơn đấy bạn này. Bên này đủ nguyên một vườn lan luôn. Đấy. Mình phải đi lên di chuyển lên từ ngoài cổng qua đấy khoảng tầm khoảng
50 mét là sẽ đi vào khu khuôn viên chính của nhà hàng. Rất nhiều cây lộc vừng nhỉ. Xin chào. Hello. Đâu rồi? Đấy, xin chào anh Nhật Bắc. Xin chào kênh Gió Lao TV nhá. Anh đang làm gì đây? Hôm nay anh làm con ngựa lên đầu để phục vụ cho bà con ngày 2 tháng 9. Đấy. Đấy, một con ngựa bạch. Ngựa bạch ạ. Ngựa bạch. Đấy là một mấy chắc thằng cậu rồi, còn trong kia con thịt cánh nữa. Này. Ồ. Thơm thế. Rất là thơm ngon luôn. Thơm nhỉ? Thì là con ngựa bạch này là ở bên Lào về chứ không phải là ngựa từ từ ở ngoài Tây Bắc là họ hay cũng hay lại ở mình đi ra xong nó nuôi. Nhìn hấp dẫn này. Quá nhỉ. Nhưng mà con ngựa này là nó ăn tự nhiên đấy, nó rất là ngọt, rất là thơm luôn. Đấy. Đấy. Thơm lắm nha. Đấy. Các bạn xem trên màn hình thì không thấy thơm nhưng em ngồi đây đỉnh đây là thơm nức luôn. Trên màn hình họ cũng thèm thôi. Những cái để xịt cho khách. Anh đi ship đấy ạ. Anh em chờ một tí vì là đông khách quá. Có dục bu mình. Đang xin anh bác cho em chân shipper mà. Khó quá. Chả như một người shipper nhưng mà không có ai. Ôi, anh đang đổ tiết cánh đấy hả? Cho em xem tí nhá. Đây, đây là ông chủ quán đấy ạ. Xin chào anh chủ quán nhá. Chào mọi người nhá. Anh đang đổ tiết canh à? Ui, nhưng mà đổ vào cốc kìa. Cái này là người đặt, khách đặt à anh? Cái này khách đặt người ta đưa đi ship. À. Rồi ok. Rồi. À đấy. Đổ au luôn hả? Tiết canh ngựa luôn hả? Tiết canh ngựa. Ui, chưa được ăn với mọi luôn. Chưa. Bạn ăn với mọi chưa? Chưa. À, đấy. Đổ au luôn nha. Cái này đổ nhỏ mà. Đấy, đây nguyên một cái nồi luộc cái này chị. Mình cái này luộc thì luộc hả? Luộc hả? Đấy. Thế đây chỉ là đấy là ba chủ đấy anh? À đây là nhân viên. À nhân viên hả? Ba chủ không có ở nhà, đây là thịt nướng nữa hả? À, thịt ngừa luôn là gì? Thịt làm bắc mật đấy đúng không? Nha, ngon thế. Không thế thịt nướng này. Đấy. Này còn thịt ngừa. Chắc là để sao hả? Ồ, toàn thịt thôi. Đây. Tiết đây. Để nấu thắng cổ đấy. À cái nồi này, nồi thắng cổ đấy hả? Dạ, cái nồi thắng cổ này anh ạ. À, hai nồi luôn à? À, nhà em nấu hai nồi. Thơm vương phức luôn. Ồ, đây là gia vị hả? Hoa hồi à? Thảo quả. Hoa hồi thảo quả. À. Đấy, anh em mình phải chờ một lúc để thưởng thức cái món thắng cổ này. Đấy. Sau một lúc gọi là chờ đợi cũng phải một lúc rồi nhỉ, nhiều lúc. Bây giờ thì Gió Lao với cả bạn Tuê cũng đã gọi được món đấy rồi. Đấy. Đây là lẩu thắng cổ đúng không? Là lẩu thắng cổ ngựa bạch. Lẩu thắng cổ ngựa bạch. Đấy. Đấy. Đấy là còn món sao lăn. Đây là rau để ăn với lẩu này. Còn đây là nước chấm mà sốt à. Còn món nướng nữa nhưng mà tí nữa thì nhà bếp mới đưa lên. Đấy, và bây giờ thì mình với cả bạn tiết canh nữa. À, còn nướng với tiết canh nữa. Thì tí nữa mình với cả bạn Tuệ sẽ thưởng thức nha các bác nhá. Và bây giờ khá lâu rồi nhỉ, 17 năm rồi. Hai đứa mới gặp được nhau. Nhưng mà trước về là học cái gì nhỉ? Trước thì học cơ khí xây dựng. Cơ khí xây dựng. Giờ về làm xây dựng luôn. Xây dựng sắt lắp mặt bằng. Giờ về là làm lái máy. Nhưng mà hình như không liên quan lắm nhỉ? Không liên quan. Học đường làm nẻo lắm. Giờ thậm chí những người học đại học ra nó còn về họ đi bán online. Đấy rồi. Đại học đi xe ôm chẳng hạn, xe Grab công nghệ. À rồi, ổn chưa? Làm được chẳng chưa? À, bây giờ anh Bắc thì đang còn rất là bận nên là mình như cả bạn Tuệ thì sẽ thưởng thức trước. Đấy, bây giờ mời các bạn nhé, mời cả nhà ăn trưa vậy anh em. Giờ là đầu giờ chiều. Làm chiều. Đây, mời bạn đi, chúc bạn sức khỏe nhá, công việc tốt đẹp và lớn nhá, gia đình phải là gặp nhiều may mắn, các cháu thì ngoan học giỏi nhá. Lâu lắm rồi nhỉ? Lâu lắm rồi, 17 năm rồi. Yeah. Bạn cũng có về chỉ quế nhưng mà lúc bạn về thì mình cũng ở nhà.
Có một hôm là bạn về đúng không? Bạn về hôm là mình ở ngoài Bắc. Rồi thì bạn lại về thôi. Nên là bạn tới thì cũng gần nhà mình với nhà bạn cách khoảng 4-5 cây hả? Đây uống người ta thưởng thức cái món bạn sau lăn đi bạn. Mình cho rau vào đi. Sao lăn được đấy, thịt bừa. Đây, mời các bác nhá, đây, thịt bừa đây. Ngon lắm. Thơm. À, đi có cái rau này. Cái rau dợn này. Rau dợn. Con này ăn lẩu quá lắm. Đây là rau ngổ. Rau ngổ đấy nhỉ. Ngổ. Ngổ khử mùi. Đấy. Mình ra Bắc khá khá nhiều nhưng hàng đúng người là chưa. Mình lần thứ hai ăn thẳng cổ ngựa nhưng mà ăn tại Quế Phong. Ăn tại Quế Phong một lần là ăn trên Triều Phiến ấy. Triều Phiến Chi Lê ấy. Năm ngoái à? Năm ngoái. Hôm qua mình ở Triều Phiến. Lần đầu thưởng thức không được. Triều Phiến thì hôm qua thì không có thắng cổ. Không ai nấu á. Lần đầu thưởng thức thì có gà luộc. Chưa biết được cái vị của nó như thế nào. Kiểu ăn nó nghỉ ngấy. Cái này hình như là kiểu nó không giống thằng cổ người Mông nữa. Bởi vì đây cái món thằng cổ này là của người Mông ấy. Mình chưa được thưởng thức. Đây gọi là món ăn truyền thống của người Mông. Cái này thì người ta nấu cái gì nấu thịt tiệt lòng rồi giá rồi lồn lòng một chỗ và đặc biệt nhất là nó là cái lạ thắng cổ á, cái lạ thắng cổ quá hôi cả kiểu. Mời bạn lên. Rồi rồi đây một bàn phí này. Đấy, ui, nóng giòn luôn. Ngon. Đấy chắc phải chấm cái này sao? Ừ, chấm á. Người đặt cái chấm á. Một vị thơm. Ừ, thơm. Thơm quá. Cũng từ ngoài chợ phiên mèo vạc cái này không phải ăn lẩu như này, cái này múc vào bát à. Nó không được nọng như này nữa. Cái lạ này là nó tất nhiên ăn như này thì nó nóng giòn hơn. Đợt Chi Lê là anh bác nấu hả? Không, dân Chi Lê nấu. Lần đầu tiên mình thưởng thức cho nên là cái vị nó được chưa được ứng lắm. Đó. Mình cái thằng cổ ngựa này là lần đầu tiên mình được ăn luôn này. Đây người ta phải nấu rất nhiều hảo quả này. Đấy, tiết này, lòng này. Hình như chỉ có nồi tàng không thôi. Bạn không nổ thịt vào đấy. Chủ yếu là nồi tàng. Nồi tàng tiết. Kiểu như cái khẩu đuối á. Đúng chứ bạn. Cái món sao lan này cũng ngon này bạn này. Tuy nhiên thưởng thức mấy miếng mà ngon lắm. Cho một ít lạ rau thì mình quên tên này rau dơn rau dợn các bạn là lên đây năm ấy nhỉ? Mình lên 2009 cuối năm 2009 là mình đã lên đây. Đợt đấy là mình chuyển từ bên Thủy Điện Bản Vẽ về đợt đang nằm sông Đa đấy. Nhưng mà lên 20 sáng đấy. Thế bạn là cưới năm? Cưới năm 2011. 11 hả? 2011 là cưới. Hôm hôm bạn cưới ấy, thì đủ ngay với chủ thì mình mất rồi. Có thể vào được. Lúc tối đoàn còn nói đấy. Nó đúng bởi vì ông ra mời là mời cả bố nhà mình mà mời cả mình luôn, cả hai giấy mời.
nếu mà không không có việc ấy, không 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 có việc thì mình sẽ vào để vứt vứt luôn chứ mà nó đủ cái dịp thì không làm kiểu gì được. Thế là quen bạn là quen vợ mình là vợ vợ của bạn đấy, bạn quen vợ của bạn là đến đây mới quen hay là quen khi đi học? Quen từ cái thời mình đang làm bên thủy điện Bản Vẽ bên Tân Dương ấy. Nhưng mà quen là quen qua điện thoại thôi. Dạ, duyên hả? Sau mình chuyển về bên này thì thế là cũng có người giới thiệu chứ. Có bạn của vợ. Bạn của vợ học với vợ hồi cấp 3. Cấp 2, cấp 3. Là đi làm cùng công trường của mình. Mình cứ tưởng là hai vợ chồng quen nhau khi học đại học ấy. Không. Vừa đi làm rồi, để vừa làm bên này rồi. Mình chuyển bên bên kia về là gần hơn ấy. Sau là cưới. Đây gọi là lý do để chuyển từ bên kia về đây đúng không? Lý do chính là, có lý do chính là. Bây giờ là được hai bạn nhỏ rồi, một cú một bé rồi. Mấy đó mà mười bảy năm rồi. Mấy đó mười bảy năm rồi. Dạ, cái hồi mà đang khi cấp 2 mà mình tập đòi vấn nghề cái đó đây ngủ cùng nhà son. Nhưng mà lâu lắm nó không gặp. Không gặp hầu như bạn học mình ít gặp lắm. Giờ các bạn một người một nhà ít khi được gặp nhau. Nhiều người bây giờ làm cái gì ông chủ ba lợn ở đâu hết rồi. Thật sự là cái lợn của mình là mình ít gặp lắm. Các bạn hay là gặp nhau không chứ? Mình cũng ít, chủ yếu là quá mạng dân, mạng xã hội ấy. Mình cũng không ít mà, ít có Facebook của bạn luôn. Thế như chỉ có mình bàn thôi. Nóng mà ngon. Nóng lắm. Mùa hè ăn lẩu các bác ạ. Ăn lẩu giữa mùa hè. Ngày mai thì là ngày 2 tháng 9. Ở trên này là có rất nhiều cái điểm du lịch đúng không? Như là thác Bảy Tầng này, thác Sapa này. Sapa với Bảy Tầng nó có phải cùng một thác không? Cùng không, nó là hai thác nhưng mà cùng một trục đường. Sapa là ở ngoài cùng này. Còn thác Bảy Tầng là phía sau trong kia. Đi cùng đường là đi vào được đúng không? Cùng một dòng sông. Cùng một dòng sông. Sao quá. Là một cái là hạ lưu, một cái là thượng nguồn. Thượng nguồn. À, cái Bảy Tầng là thượng nguồn à? Đấy. Còn thác Sao Vá là ở ngoài này. Cái Sao Vá mình đọc cái tiếng Thái như là gì? Sao Vá. Hay là nó có tên vậy đó? Không dịch nghĩa. Bởi vì là tiếng Thái là như Quế Phong nó lại khác với dưới quê. Vậy nhiều cái, nhiều cái nó khác mà thôi. Cho nên là không thể đúng được. Có thể là nó khác nhau à? Thì có thể là có nhiều thứ tư khác nhau. Đấy, có thể là cái suy nghĩ. Thế có khi là cái thạc kia là tên đến của đến như Thái với Lào nhỉ. Đó kiểu vậy. Cái gọi là này, món này gọi là best seller của món ở cục quản nữa nhỉ. Thịt ngựa nướng. Ôi cái miếng này này, miếng này ngon này bạn ạ. Nó còn đỏ đỏ. Ngọt lắm. Ăn mới ngọt đấy. Nên là bạn có sở thích ăn kiểu đó. Thịt ngừa thì ngừa nó ăn cỏ. Mấy bạn đấy, bạn là thử về đi. Đã phải chậm cái nước đó nữa. Phải chậm với cái nước sốt này. Sốt nó đầm nhỉ? Sốt đầm, đầm ra. Đây, thưởng thức cho mọi người nha, mời mọi người có nha. Đó, quá đó. Quá hợp lý nhỉ? Ngọt. Chịt ngọt. Đó, mình thử miếng này. Mình thử miếng này. Nhìn nó kiểu nó đầm đầm. Thử thế này xem nào.
chơi cuốn đấy. Cũng được. Được đấy, nó cái là cải, cái đó tìm được một củ lá cải ăn cực ngon đấy, ngon mà. Thịt củ lá cải ăn ngon, ngọt thịt, ngọt thật. Đúng đấy, mang người đó. Mình môi gọi đi. Anh chơi bắt, anh bắt đang đi đi ship thắng cổ cho khách à. Tìm các mới về rồi. Cái bạn ông dùng thích canh à? Mình cũng thích lắm. Cảnh chơi anh Bắc. Chơi anh Bắc luôn. Chơi anh Bắc thử xem anh Bắc. À, lấy thử thức cái món nướng này xem thế nào. Đấy. Đấy. Quả như bây giờ khách cũng ăn gần 6 rồi. Vừa nãy là cũng gần là 10 bàn đấy nhỉ. Không, ở trong phòng đang có phòng VIP luôn. Phòng điều hòa luôn đấy. Anh Bắc cũng kêu vào trong kia ngồi nhưng mà ngồi này quay cho nó sắc sảng. Không có điều hòa. Bàn lên đấy khoảng nhiều là chứ. Khoảng thì mình lên nhiều thôi. Ăn uống ở đây cũng được. Nhà bà được gần đấy rồi. Có quen ông chủ quán không? Chủ quán quen mà. Chủ quán bận quá nhỉ? Bận quá, khó gặp lắm. Khó gặp lắm, gặp như kiểu như idol ấy. Khó gặp lắm. Nó còn bận lắm. Bây giờ chắc có là đấy, đang tất bật đấy. Bây giờ khách rất còn rất đông đấy. Ờ, trong kia bắt đầu tan rồi. Anh em mình thì ngồi lâu thôi, hai thằng. À, cái lại dài đến chiều. Các ông các bạn thì... ăn để còn đi chơi ấy. Khách ở dưới thành phố lên đấy là ăn uống để đi khám phá các bản làng, các thác nước. Đấy, nghe nói là đang làm đường hả? Chắc là hơi khó đi nhỉ? Hơi khó đi đấy. Giỏ Lao sẽ hẹn các bác vào một cái dịp nào đó để nhớ bàn quê. Lúc nào mà đường nó đẹp rồi thì lên ta đi chơi, chủ nhật chủ nhật kia lên cả mấy đứa nhỏ nữa, cả em vợ chồng bạn ta vô đi chơi hả? Ta lên thác ta chơi. Còn thực sự đi thác thì đi ngắm thì đi được, tầm này đi mà để trải nghiệm thì nó lạnh. Rồi. Kiểu là thời tiết nó nóng nóng tí vào đó mới cảm nhận được cái lòng mưa hay mưa, hay mưa về chiều. Ở đóng kia hình như là người ta tổ chức ăn uống rất là khó. Bây giờ trong kia có khả năng giờ này có khả năng đang mưa rồi cũng nên. Đây vào đó phải tầm 40 cái đấy. Là vào cái bản nhà cổ người Thái đi đường đó luôn. Đi qua đó luôn. Lên trên trục đường đấy. Phải đi qua đó mới vào được thẳng. Từ đó vào thẳng nó tầm khoảng cây số. Ta đi đó là đang hành trình là đang đi muốn đi khám phá những cái văn hóa phong tục của cộng đồng bà con người Thái ở đây này, nó có khác gì người Thái ở dưới đây? Chắc chắn là nhiều điều sẽ khác, một nơi một cái phong tục nó cũng có cái nét chung và nét riêng. Nhưng mà cái mình thích nhất của bà con người Thái là ẩm thực ấy. Rất là nhiều món luôn nha, cái gì người ta cũng chỉ biến ra món được. Kể cả cái như cái rêu ấy nhỉ. À đấy, rêu vẫn làm ra món được á. Có chèo rêu đấy. Còn món canh rêu, chèo rêu gặp kiểu. Đấy, những cái con như là con gọi như vậy, như kiểu mà như là bò sạm tất nhiên. Con nóng nọc hay là con như con bò xịt đấy, cũng như con bò xịt đồ á. Có nhiều lắm, tôm chậu gì đó. Rất nhiều món luôn. Hy vọng là hành trình khám phá các bản làng vùng cao của Nghệ An thì Gió Lao sẽ khám phá được những cái món ăn ẩm thực đặc sắc của bà con người Thái ở khu vực Quế Phong này. Các bạn thân mến, bây giờ thì đã chơi rồi anh Bắc rồi. Đấy, bận rộn quá nhờ. Bận đâu? Quá mệt. Hôm nay là anh em, hai anh em
làm con ngừ để làm thẳng cổ cho bà con ấy. Là sáng giờ là bán được bao nhiêu lượng đấy, nửa con chưa? Phải 2/3 đấy mà mệt. Còn một số nữa là chiều nay bán cho khách ở Lai Sáu nữa, cũng tương đối vất vả. Hai anh em đến đấy chơi nhưng mà ngày chứ cũng biết làm sao cả. Ta để cho được lòng với khách cho anh em thông cảm. Này, vừa rồi đi giới thiệu chắc là review cả cái món này đúng không? Đấy, em cũng giới thiệu với mọi người đến với Quế Phong thì có một cái món đặc sản đấy nữa, đó là món này là chắc là người ở dưới suối có lẽ không biết được. Đấy là cái món này món giá trấu. Giá trấu là để khô ở các bếp ấy. Xong là mình nó khô rồi xong là đưa vào trong than ấy hoặc trong lửa mình đốt. Đốt xong đưa ra đập xong là đưa ra mình bỏ giá vì tránh gì mọi thứ ấy. Nó rất là chua chua ngọt ngọt, ăn giòn thật luôn. Mềm nha. Mời mọi người nhá. Cực kỳ đậm vị luôn, hấp dẫn nhỉ. Nhưng cái này kiểu như không biết, cũng là hợp lý hơn nhỉ. Về làm thử đi. Tay bốc nước, tay bốc. Nhưng cái này anh bạn không? Cái này anh búa của họ. Các hàng ở Quế Phong anh búa mà. Tưởng là đâu là. Anh làm món này luôn. Để các bác nhau hấp dẫn đó. Anh thử cái nhá. Mày ngon không? Ngon lắm. Ok. Món này bao rượu đấy. Chẳng qua các bác ăn thèm quá. Món này là đưa rượu đấy. Đấy. Đấy bây giờ giới thiệu với các bác bên này là anh Tuấn, chủ nhà hàng đúng không? Tuấn. Anh Tuấn. Sống Tuấn. Chào mọi người nhé. Đẹp trai mà chứ có vợ. Đẹp trai. Hả? Cũng có giới thiệu nhiều quá. Nhiều quá thì không ai, không phải cho nói cả. Giống kiểu người ấy và tôi anh cho này. Nhưng chưa có vợ thật á? Ông mình là kiểu như gần giàu nhau rồi đấy. Anh em. Bây giờ là anh em mình khá là lâu rồi nên là sức khỏe nhá, có gì thông cảm nhá. Đều chúc sức khỏe nhá, chúc anh sức khỏe nhá. Đây, mời. Mọi người sức khỏe nhá. Mình luôn lòng đồng khách nhá. Cảm ơn anh em nhá. Anh em cố gắng kêu này mà nó cố gắng hết đúng thời để thẳng mái nữa. Có băng hái đâu đi sản không? Long bao nhiêu đâu? Có nên lương khoảng bao nhiêu cân anh? Khoảng tầm gần 50 cân. 50 cân thịt hả? Ừ, 50 cân thịt. Là cái thằng cổ này là chủ yếu là anh nấu bằng được không? Nồi tàng của nó được không? Nồi tàng với thịt chứ? Em cái này em mình có một con thịt, thấy một miếng thịt đó. Để cho cái gì vào ấy? Là nó ngọt à. Đấy đồ đây em đưa cho anh em này. Thì mời đâu lại cái bàn chậm nhá. Đó, bạn lại cái bàn luôn anh. Dạ. Anh em đang chủ đang bán để đang bán hàng. Đấy này còn được lắp sắp mấy chỗ này. Ừ. Được. Thế đấy được đấy. Chậm được nếu vô ăn sướng lắm. Chua chua. Béo béo. Chua chua hả? Sắt. Giòn thật thật luôn. Nhưng mà gọi là món gì? Tên của nó. Tam lát là ở Thái Hòa hay? Giá trấu khô Lâm Đồn. Tam lát của châu anh. Tam lát là cùi châu à? Ừ. Anh cần mình lại cùi châu à? Tam lát cùi châu. Cái này thì thử đi. Không biết thử cái. Anh đi bạn. Để em thử cái nhá. Đây rồi. Chị Lý em gửi qua đổi rồi, chị ghi thông tin lên rồi đưa cho nhà xe cho em nhá. Chị gửi là Tuấn. Để qua đâu rồi nhỉ? Để qua đấy. Hả? Sạc à? À em để trên cái con luôn. Nó thật thật rồi. Chua chua. Giống như nôm ấy nhỉ? Không phải. Nôm này. Ừ. Nó khác gì? Tỏi. Ừ. Chanh. Ừ. Nước măng chua. Nước măng chua à? À chứ cái nước măng chua là mình lấy từ cái măng chua ra hay là mình làm thử? Từ cái măng mà mình ủ. Sau rồi là trong quá trình người ta lấy măng á, người ta vắt. Sau rồi là rưu lại cái nước. Là bắt đầu mình thêm cái nước vào là người ta cô lại giống như là ăn nấu mật mì ấy. Đấy. À. Sau đây là nước cốt đấy. Lấy nước cốt hả? Rồi thì gọt một chén này xin đẹp với em biết anh chủ nhé. Thế anh là sinh năm mấy nhỉ? Mình sinh 90. Mới hả? À. 90 thì anh này ít hơn em 2 tuổi đó. À. Mới mà sở hữu nguyên cái nhà hàng này. Đó kia là phòng VIP đúng không? Dạ. Kiểu như phòng VIP mình nói là phòng anh nhé, phòng riêng tư. Dạ phòng cách mà cần viếng tứ thì có phòng viếng tứ đúng không?
Được rồi. Người đẹp này nói cũng kêu má, giao lưu chuyện má. Hả, được chưa? Hả? Hình như ở trên trên bàn của em ạ. Chị xem ở trên bàn hoặc là trong phòng rồi xem được. Đây ạ. Sức khỏe nhá. Khỏe nhá. Dạ. Nhưng mà em vừa uống chén rượu, em vừa xin phép hỏi thăm anh Hỷ. Anh tên gì Hỷ? Em anh gọi là em hay anh tên anh Minh tên Toài. À, Toài chứ. Anh là quê ở đâu? Mình ở gần biệt biệt ở Tân Kỳ, gần nhà bạn Tuyền ấy. Dạ. Đây là hai hai ba thằng bạn học ấy. À dạ. Được là học cấp 2, cấp 3 thì là học khác trường. Khác trường. Trong 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 bàn của em thì vào xem sức khỏe bạn 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 Tuấn nhá. Dạ rồi, cảm ơn. Các bạn tiếp. Thế mình nhà hàng mình làm lâu chưa? Em ở đầu tháng 4 năm ngoái. Năm ngoái đấy hả? Năm nay mùng 1 tháng 4 2023 là khai trương. Anh khai trương vào ngày mùng 1 tháng 4 thì nó về. Anh biết ngay đó là ngày gì không? Mùng 1 tháng 4 này. Tại vì nhà em tròn tròn ngày hôm thôi. Nhà em đó là không có cái tư nào thật tha hết. Một tháng tư luôn. Yeah. Ngày nào Tết luôn. Ngày nào Tết à? Ngày cả tháng tư hả? Ừ. Mình cũng không để ý luôn này. Anh lấy bát đấy. Năm ngoài nhà em thì ngồi đây luôn. Có mì tôm không hả? Có anh ạ. Thì người ta ăn mì tôm lên cho được việc hả? Thì nó nhúng vào đấy. Anh cứ gói cho lấy bát đấy. Này cái em ăn cái miệng nó hơi dài quá. Anh uống với anh bắt kém á. Mà rồi quá nhỉ, xem bác kìa. Cái gì làm mà vất vả quá, cho em làm với. Điền sáng em thấy anh làm tâm rổ điền xem như thế nào đấy. Đâu, hai thằng đi rồi, hai thằng là ở dưới các bạn cùng bằng tê là ở dưới gần nhà em ấy. À. Là hai anh em ở đây ăn cơm luôn nhưng mà thôi để lên anh bắt một tí. Để lên đây thưởng thức món thắng cổ em chưa? Phải nha. Được ăn thắng cổ ngừa đó. Như là vào đâu thưởng thức rồi. Phải nha. Không phải nha. Không, ngon đấy, ngon thật đấy. Thế hôm mà anh hỏi. Có lạt không? Lạt cái này bỏ gia vị vừa nhưng anh đưa cho không bị đắt lắm. Vừa đó. Còn phải thêm vào anh ạ. Hả? Bình thường khi tắt thì nấu vừa vừa thôi. Không phải nấu đâm ra cho họ đúng không? Anh mới vừa đưa lạt là họ chế. À, em thì kiểu nấu vừa vừa, khi nào họ ăn thì đây. Gia vị thì mình kiểu mình nấu nêm vừa phải thôi. Vừa ra, cái này. Vừa ra, à rồi được. Còn nếu mà mình mà nấu đậm quá thì sau này không biết được. Cái đêm ta uống nhiều quá. Ừ, cái đêm uống hơi mình liệt. Vì là anh gầy 2 giờ mà, lên mở cửa họ đến đi. Và bây giờ thì Gió Lao cũng xin phép là kẹp lại video tại đây. Cảm ơn các bác đã luôn đồng hành cùng Gió Lao TV trong chuyến hành trình khám phá khu vực miền Tây xứ Nghệ. Hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo nhé. Xin chào. Bye bye.